Làm thế nào để nạp tiền? Để đến trang nạp tiền, nhấn nút nạp tiền ở góc trên bên phải tại trang chủ của website hoặc có thể thực hiện trực tiếp tại phòng giao dịch nếu bạn đang ở trang này. Số tiền nạp tối thiểu là 10 đô la Mỹ, bảng Anh hoặc euro. Nếu tài khoản ngân hàng của bạn dùng loại tiền tệ khác, tiền sẽ được tự động quy đổi. Bạn có thể nhập thủ công số tiền muốn nạp hoặc chọn từ danh sách. Có nhiều cách để nạp tiền vào tài khoản. Bạn có thể nạp tiền bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Thẻ phải còn hiệu lực và đăng ký với tên của bạn, đồng thời phải hỗ trợ giao dịch trực tuyến quốc tế. Chọn phương thức thanh toán Visa, Mastercard, nhấn chuyển đến tài khoản. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang mới, tại đó bạn cần phải nhập mã số thẻ của bạn, tên chủ thẻ và mã CVV. CVV là viết tắt của cụm từ Card Verification Value, mã số xác minh thẻ. Đây là một mã số có 3 chữ số dùng làm yếu tố bảo mật để xác minh các giao dịch trực tuyến. Mã số này được in ở dòng chữ ký trên mặt sau của thẻ. Để hoàn tất giao dịch, nhấn nút thanh toán. Một trang mới sẽ xuất hiện, nhập mã bảo mật 3D vào. Một mật khẩu dùng một lần sẽ được tạo cho số điện thoại di động của bạn dùng để xác nhận bảo mật cho các giao dịch trực tuyến. Để kích hoạt chức năng này, hãy liên hệ ngân hàng của bạn. Nếu giao dịch của bạn đã được thực hiện thành công, một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện và tiền của bạn sẽ được ghi có ngay lập tức vào tài khoản khi nạp tiền thẻ ngân hàng của bạn sẽ mặc định được liên kết với tài khoản của bạn khi bạn nạp tiền lần tiếp theo bạn sẽ không cần phải nhập lại thông tin nữa bạn sẽ chỉ cần chọn thẻ phù hợp từ danh sách chúc bạn có một trải nghiệm giao dịch thú vị